Chương 2. Nhà tôi tập kịch giận chồng. Mối tình của một anh con trai với em con gái nào cũng rất nhiều thủ tục lình kình, yêu, ghen, giận, hờn, cười và khóc. Tôi không dám viết những thủ tục lình kình ấy vì sợ cướp nghề của các tiểu thuyết gia ái tình xã hội. Riêng cái khoản thủ tục tình yêu, một nhà văn lớn dư sức sáng tác hàng mấy chục pho tiểu thuyết. Đấy, một thi sĩ cỡ nặng chả bắt nguồn cảm hứng để chế ra ngót 10 pho thơ là gì. Bài nào, bài ấy, mập mạp ái tình, ngậy mỡ tình yêu. Sau những Xuân Diệu, Huy Cận, Hoàn Anh Tuấn, Nguyên Sa, nền thi ca tình yêu thuần túy hôm nay, nghĩa là nền thi ca cương quyết không khều mặt trời, không ngồi ghế đá công viên, không đi dưới ánh đèn phố thị, không cho rong biển mọc đầy hồn. Những bài thơ ngợi ca ái tình sáng giá nhất vẫn là những bài thơ mập mạp, ngậy mỡ. Nếu thèm phở tái nước béo, mà túi không xu, nên thưởng thức thơ ái tình hôm nay, ngon lắm, bổ lắm. Tôi chợt nhớ tới cảm nghĩ chân thành của thằng Cu Lặc, nhân vật quê mùa của Tô Hoài trong O Chuộc. Thằng Cu Lặc lần đầu tiên ăn miến, nó phát biểu, vừa lướt khỏi cổ, nó đã trôi tuốt xuống tận cù tỉ. Đọc thơ ái tình thuần túy hôm nay quả là giống hệt sự ăn miến của Cu Lặc. Vậy thì tôi xin đốt giai đoạn thanh toán thủ tục lình kình để giải quyết ngay vấn đề. Những cái gì thuộc về thủ tục, hãy chịu khó nhường cho nền hành chính. Tôi lấy nhà tôi ở Sài Gòn, đám cưới tổ chức tại nhà hàng Majestic. Nghe ông Nhạt nói nhà hàng Majestic, tôi suýt té xỉu. Chả là mấy năm làm nghề đo giường, đếm cột đèn tại Sài Gòn, tôi chưa hề được thưởng thức một bữa cơm quốc tế nào. Nhà hàng Majestic đối với tôi là một thiên đường mà cửa ngõ có bản cấm ghi chữ trắng trên nền xanh. Khu quân sự, lỡ ngỡ lại gần, binh sĩ sẽ nổ súng. Tôi toát mồ hôi, thưa ông Nhạc. Bà tính lại coi, còn đỗ đánh cả võ Nhật, võ Đại Hàn, võ Hồng Mao, lẫn Vô Vi Nam mới thuê được căn nhà nhỏ, bàn ghế giường chiếu chứ có. Ông Nhạt xoa đầu con rể an ủi. Đấy ba lo. Rồi ông cảm khái. Những cánh đồng thẳng cánh cò bay của bà nay trở thành hoang vu. Bốn cái o bo đi thu tiền lúa mỗi cuối năm giờ đã mọt dĩ cả. Phải chi có an ninh góp được lúa, đám cưới hai con sẽ đãi hàng ngàn người. Bà tậu cho con cái villa, mua cho con cái xe ô tô. Thôi còn, thời chiến mọi người đều cực cả. Tôi nói, hay là ba để con tổ chức đám cưới ở nhà hàng Việt Nam? Ông Nhạc tôi hỏi, sang không? Tôi anh Dũng đáp, dép tôi răng này hách lắm. Đủ 9 món ăn chơi, lại có cả cà cuốn. Thưa bà, tên nó là dép tơ răng bà ba bụng. Bốn diều, bốn ốc, tuyệt cú mèo. Ông Nhạc phì cười. Thằng này lại ngớ ngẩn quá. Ai là đái tiệc bằng bốn riêu bốn ốc? Tôi ngớ ngẩn thật. Chỉ có những người ngu hay điên mới nghĩ rằng đái tiệc bằng bốn diêu. Rất may, trên đời có những hai người ngu. Một là tôi, và một là nhà văn thời danh nọ. Ông Nhạc tôi trấn an tinh thần tôi. Bà đủ bạc trả nhà hàng. Tôi gãi gãy. Nhưng mà, thứ ba, mình nên thắt lưng buộc bụng để chứng minh cái phương thức tam túc cộng, tam giác cộng tam nhân bằng nhân vị của lý thuyết gia Ngô Đình Nhu. Còn muốn tử túc cái xế. Ông Nhạc gắt. Sư Nhu tầm bậy, với lại con chẳng rõ ba tự túc làm tiệc cưới cho con đó sao,
bà có nhận tiền viện trợ Mỹ hội nào đâu. Thế là tiệc cưới đã diễn ra trên lầu cao chót vót của nhà hàng Majestic. Bà con, bạn bè đã để thang máy lôi lên đây uống xá xì con cọp, bia lây la đe, nhâm nhi sandwich, pate show mà chứng kiến hôn lễ của Nguyễn Văn Lương, tiến sĩ tốt nghiệp Đại học Vỉa Hè, sau này trở thành ký giả hàng bét, và Trần Thị Phượng, ái nữ nhà đại điền chủ miền Tây Trần Thất Thời. Nhà tôi có một tí đào Thiên Chúa. Tôi nói một tí vì chỉ có riêng nhà tôi treo ảnh Đức Mẹ và Chúa trong phòng và năn nỉ nhà thờ những ngày chưa lấy tôi. Điều này nguy hiểm lắm. Tôi sẽ thuật đầy đủ cuộc chiến tranh tôn giáo xảy ra trong gia đình tôi. Tuy thờ Chúa, song nhà tôi vẫn cúng Phật, và từ xưa gia đình nàn theo đạo Phật. Thành ra đạo Thiên Chúa được nàng coi như đạo supplement. Do đó, không thể có màn kéo nhau tới nhà thờ làm lễ cưới. Giả tỷ nàn đào gốc, chắc chắn, trước khi cưới nhau, tôi phải theo một cua đạo Thiên Chúa cấp tốc với sự hướng dẫn giáo lý của một củ cố đạo nào đó. Hẳn là vất vả, chân lắm tay bùn. Ôi, tôi sẽ làm quen hàng lô ông Thánh Phao Lồ, Phê Rô, vân vân. Cứ tưởng tượng cái màn hai nhi đồng theo sau cô dâu, nâng chiếc áo dài lê thê, rồi cái màn vẩy nước thánh. Tôi đã bắt phì cười, vậy quá tôi thoát nạn. Cũng không bị tới chùa Xá Lợi để nghe sư gõ mõ tụng kinh, vung thiền trượng làm lễ hôn phối. Tôi xin hân hạnh giới thiệu một người bạn mà sau này biến thành cố vấn hạnh phúc của vợ chồng tôi. Ông Tổng Thư ký U Than không đóng chọn vai trò sứ giả hòa bình của ông ta. Người bạn này tên là Đặng Minh Công. Những tháng ngày ba đào của tôi đã ăn vạ anh ta năm nay qua năm khác. Khi tôi chán nghe chuột cãi nhau ở nhà anh ta, tôi bèn tạo một lý do vững chãi để phá bĩnh mà dã bạn đi giang hồ. Chừng bánh chè long, tóc rậm bù không tiền hết, trông lập hàn rào ấp chiến lược trên cằm, trên mép, giày há mõm, quần sờn đầu gối, thủng đít. Tôi lại dẫn sát về ăn vạ anh ta. Nghe tin tôi lấy vợ, anh ta tròn xoe mắt. Mày làm gì có răng vàng mà bẻ ra để cưới? Bộ mày sắm dây treo cổ một người con gái vô tội ạ? Tôi nhún vai. Tao theo cái triết lý trời sinh voi trời sinh cọ. Bản tôi văng tục một hồi và dậm chân. Không được. Mày đang thất nghiệp nặng. Mày tính cưới vợ bằng những bài thơ chó chết của mày à? Làm ăn đết lo, chỉ lo nghệ sĩ, giờ lại đòi cưới vợ. Mà mày lấy ai? Em nào ngu xuẩn thế? Tôi tiết lộ. Con gái ông điền chủ ở Cần Thơ. Bạn tôi la lối. Mày nói phét. Mày biệp ông, hay mày biệp ông điền chủ? Mày khoe bằng cấp lớn, gia đình khá giả để lường gạt ái tình hả? Tôi lắc đầu. Em biết tao săn play tứ cố vô thân, âm nhạc chỉ đủ kiến thức ái mộ hoàn thi thơ, văn chương thì mê tiểu thuyết bà Tùng Long. Nói trắng ra, em biết tao sát sơ như cái mền tả. Bạn tôi ngờ vực. Tao không thể tin được. Tôi nói, mày sẽ tin với điều kiện đưa tao đi may một bộ đồ mới. Anh ta vì tò mò đã dẫn tôi lên Sài Gòn mua bộ quần áo may sẵn. Anh chi khoản đỉa cắt tóc rất sớm. Tôi dắt anh ta tới nhà dì của Phượng ở đường Lê Quý Đôn. Cái villa to tổ bố đã làm công ngần ngại, lại thêm tấm biển vẽ đầu con chó bẹt dê lè cái lưỡi đỏ ghi hạn chữ Tây Attention Chanmation, khiến công càng bối rối. Tôi phơm phơm bước tới chỗ chuông điện dưới đục ba chữ tắc SSP, nhấn một phát rất anh dũng. Chuông kêu ren ren. Công ta sợ tái mặt. Này, mày đừng đùa dai, phú lít bác bỏ mẹ. Chị Bồi lon ton chạy ra mở cổng. Tôi hách dịch. Cô Phượng có nhà không? Chị Bồi lễ phép. Dạ có ạ. Vẫn hách dịch. Ba tôi lên chưa? Chị Bồi chưa kịp trả lời thì Phượng đã nhào ra nắm chặt tay tôi. Em mong ăn quá, ba hỏi ăn hoài à.
bạn tôi tối tăm mặt mũi. Tôi chắc anh ta đang lạc vào chim bao. Tôi bèn vỗ vai Công. Để tao giới thiệu, đây là Phượng, vợ sắp cưới của tao, và đây là Công, bạn nỗi khổ của anh. Phượng cười rất tươi, nhỏ nhẹ. Dạ, chào anh. Bạn nỗi khổ của tôi lắp bắp. Cô Phượng có điên không? Phượng ngạc nhiên. Tôi giải thích ngay. Anh Công cho rằng cái sự em lấy anh là điên rồ, mù quáng. Phượng âu yếm nhìn tôi và nói với Công. Dạ, thưa anh, khi yêu nhau, người ta bỗng quá ra điên rồ mù quáng hết. Tôi vỗ vai Phượng. Bác em đợi là vì anh còn xoay tiền sắm bộ đồ mới ra mắt họ hàng nhà em. Anh xoay mệt lạ cỏ bợ. Phượng ngắm bộ quần áo của tôi. Nàng khen. Xích lắm. Tôi nheo mắt. Mua ở Catina, chứ không phải mua ở chợ trời đâu đấy nhé. Nàng mời hai đứa tôi vô nhà. Bạn tôi được một phen choán mắt nữa. Ba Phượng bắt tay chúng tôi, chuyện trò cứ như tay ấy. Ông đưa cho tôi cái mẫu thiệp cưới. Bác đặt in gấp để ông còn gửi vung vích, báo tin họ Hàn, bạn hữu. Khi hai đứa tôi rời cái villa to tổ bố, Phượng đã kín đáo ghép 10 tấm giấy 500 gạch cua vào cuốn tiểu thuyết tay, đưa cho tôi và dặn. Cuốn này hay tuyệt. Đứng đường chờ xích lô máy, Công chép miệng. Mẹ kiếp, mình chỉ mơ được ở căn nhà dành cho bồi bếp của nhà Nàn. Tôi nói, nhà gì Nàn đó? Bố vợ tao giờ suy yếu rồi, chứ không, tao cho mày một căn nhà lớn cỡ đó. Tôi mở cuốn tiểu thuyết khoe Công. Em vừa tiếp tế lương thực. Bạn tôi phát ngôn một câu lãng nhách. Mèo mù vớ cá rán, mày suốt đời là mèo mù. Anh ta hỏi, ông cụ có hỏi mày dân miền nào không? Tôi đáp, không. Biết mày tứ cố vô thân không? Biết. Lạ nhỉ? Lạ cái gì? Bắc Kỳ di cư, răng đen ăn trầu, ruồi tái béo như mày, mà ông cụ bằng lòng gả con gái cho thì lạ thật. Tôi bèn sung sướng vì vừa chợt nghĩ ra điều đó. Rồi bỗng tôi muốn tống rẻ rách vào miệng những anh chính khách kỳ thị địa phương. Người ta kỳ thị địa phương chỉ vì cái miếng đỉnh chung trên mâm chính trường. Chính trị nó vốn đê tiện, nhưng có phải tất cả dân tộc Việt Nam đều làm chính trị đâu. Bạn tôi sau những phút ngạc nhiên dặn rụng rời đã tặc lưỡi mà đi một đường triết lý cồm. Tình yêu là thật, Xuân Diệu nói đúng, làm sao cắt nghĩa được tình yêu. Và bổn phận đối với bạn của anh ta là tới sở làm gieo với ông chủ để mượn một khoản tiền. Khoản tiền đó anh ta đã san cho tôi một căn nhà ở ngoại ô Phú Nhuận. Căn nhà số nọ chồng lên số kia, đi từ đơn cái vô nhà tôi hát đứng 4 lần bản Phố Buồn của Phạm Duy, hát rằng từng chữ, hát cho nó rầm rề như cô Giao Linh hát ấy. Còn dư, anh ta dẫn tôi lên hiểu may văn quân, các bộ đồ lớn. Vậy là tôi thành chú rể can đảm nhất xã hội. Thất nghiệp mà cứ đòi cưới vợ. Ông nhạc tôi tay lắm, ông đã nhét vào túi tôi một nắm bạc nhỏ, dặn rằng, mỗi lần lên xuống thang máy, con nên cho tiền bồi gác than. Tiệc cưới xảy ra thật ngoạn mục. Thân nhân của vợ kế của nhà gia tôi cũng đến dự. Có cả ông tay bà Đầm nữa. Ôi, giờ vui của đời tôi trôi đi rất nhanh. Cơ hồ, khoản tiền nhỏ của một công chức hạng bét trôi đi sau ngày lĩnh lương. Bàn nhạc giả từ hội hàng quyến thuộc trỗi ở trong tim tôi bèn dẫn nhà tôi đến tiệm ảnh của ông phó nhuộm Trần Cao Lĩnh chụp vài bô làm kỷ niệm. Sau đó, vợ chồng bắt chiếc xe nhân dân, tức là xe xích lô đạp về ngoại ô Phú Nhuận. Không có đêm tân hôn đâu, các nhà chật quá. Vài người bà con bên vợ, quý hóa vợ chồng tôi, xung phong tới ngủ một đêm cho tình thương yêu đậm đà. Vậy là tôi đành để nhà tôi nằm với bà cô thân mến.
Còn tôi trải báo trên gạch mà ngủ. Thấy anh nằm đất em thương, chờ mọi người ngáy khọ khọ, nhà tôi mò xuống ngủ với tôi. Nhưng ngủ xuông, ngủ để lấy hơi ấm thôi. Muốn làm nhiệm vụ thiêng liêng mà Thượng Đế khuyến khích, cần chờ đợi đêm mai. Tôi nghèo, có tiền đi Đà Lạt hưởng tuần trăng mật. Thành ra vợ chồng tôi trăng mật tại gia. Trăng mật tại gia chắc cũng ép phê như tu tại gia. Những ngày đầu hạnh phúc thơm phưng phức. Ông cố vấn hạnh phúc Đặng Minh Công lấy làm ngưỡng mộ hạnh phúc của vợ chồng tôi. Ông ta tiếp tế đều đều, tiếp tế không điều kiện, khác hẳn công cuộc viện trợ Mỹ. Ông cố vấn chỉ đòi hỏi đừng cắn nhau. Nhà tôi nhõng nhẽo, lại hay khóc. Đây, lần tát gian giận chồng đầu tiên. Hôm ấy, tôi đi nộp đơn xin làm biên tập viên ở giờ nọ về. Thấy nhà tôi rúi vội cuốn sách xuống dưới đệm mút thông hơi, tôi bèn nổi máu ghen. Em giấu cái gì đó? Cuốn sách mà anh. Đưa anh coi. Không được đâu, sách kỳ lắm. Kỳ, anh cũng coi. Em bảo không được mà. Khó quá. Chắc em đọc thư tình của thằng nào ngày xưa chứ gì? Hay hồi ký yêu đương thuở học trò? Em bắt chước TTKH hả? Nhà tôi nhăn nhó. Em mới yêu anh là người thứ nhất. Tôi bĩu môi. Nhờ em tí, đưa cuốn sách cho tôi coi. Nhà tôi cương quyết không đưa. Tôi nặng lời, nhà tôi vẫn ngoan cố. Tức học máu mồm, tôi dở thủ đoạn vũ phu, đẩy nhà tôi khỏi chỗ nằm và móc cuốn sách ra. Đó là cuốn sách trong loại sách học làm người, nhan đề Trước khi về nhà chồng, người con gái nên biết. Căn cứ theo mép gấp cuốn sách thì nhà tôi đang nghiên cứu tiết mục tắc hình. Tôi ngước mắt nhìn lên trần nhà, nói một câu dọ dẫm hòa bình. Vậy là anh sắp làm cha. Nhà tôi đã quay mặt vào tường từ cái lúc tôi khám phá bí mật dưới đệm giường. Tôi biết nàng đan cáu. Bèn pha trò. Lấy vợ sinh con rồi có cháu, làm chồng, làm bố sẽ làm ông. Nhà tôi không cười, nàng ấm ức khóc. Tôi rất nghe tiếng khóc. Tôi rất ghét nghe tiếng khóc. Đàn bà khóc, tôi càng ghét. Ghét như ông quán của cụ Đồ Triều ghét chuyện tầm phào ấy. Ghét cay, ghét đắng vào tần tim. Tôi mới nhẹ nhàng khuyên nàng. Phượng, em nín đi, có thế mà cũng khóc. Nhà tôi khóc lớn hơn, ai oán hơn. Tôi nói, lỗi tại em còn khóc gì? Nhà tôi nức nở. Anh đổ lỗi cho em à, em đã bảo kỳ cục lắm. Em mắc cỡ không dám để anh coi, anh lại nghi ngờ em. Tôi nham nhở, anh cũng phải biết ghen một tí chứ. Nàng xoay mình, quay mặt ra, nước mắt nhễ nhãi. Anh đâu có ghen, anh bắt nạt em sẽ mất anh công. Tôi bốc máu. Này, anh nói em nghe, chủ quyền gia đình này thuộc về anh. Không ai được phép xía vô nội bộ gia đình ta, kể cả ba em. Anh độc lập mà. Nàng ngồi dậy. Nhưng anh đã hứa với anh công là anh không bắt nạt em. Tôi vên mặt. Bắt nạt em hồi nào? Em đừng có vu khống. Nàng la lối. Anh bảo em vu khống hả? Tôi thọc tay vào túi quần. Ừ đấy. Nhà tôi đáp lễ. Anh xô đẩy em. Anh là người chồng vũ phu. Nhà tôi dám xúc phạm tôi. Tôi chợt nhớ lời vàng ngọc của tổ tiên. Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Và câu giáo huấn: yêu cho đòn cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Nhà tôi đang bơ vơ, tôi lại yêu nhà tôi lắm. Tôi cần phải đáp theo tiếng gọi của tổ tiên dạy vợ một bài học mới được. Tôi nghiến răng sộ một chàng khổng viết: xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử,
em có hiểu gì không? Nàn bĩu môi. Em không biết chữ nho. Tôi giải thích. Nghĩa là đã về nhà chồng thì theo chồng trượt để, thi hành mệnh lệnh tuyệt đối. Chồng bảo đưa cho xem bất cứ cái phải cho xem ngay, lơ tơ mơ sẽ ăn đòn. Nhà tôi đưa cánh tay áo quệt ngăn mắt. Anh dọa đánh em hả? Tôi tỏ lập trường. Anh sẽ áp dụng biện pháp mạnh, kỷ luật tối đa. Nhà tôi thách thức. Anh giỏi đánh em đi. Tôi cảnh cáo. Anh đánh bằng chân tay đó, em chớ có giỡn. Nhà tôi tưởng tôi nhu nhược 100%, kê tôi một câu nặng hơn cái cối giã bèo. Anh tồi hết sức. Tôi đang chỉ là một ngọn lửa yếu ớt, ngọn lửa sắp bị dập tắt bằng những giọt nước mắt của nhà tôi. Bỗng nhà tôi tưới ép xăng vào ngọn lửa. Đã bảo tôi rất ghét nước mắt của đàn bà. Sợ đấy, sợ đến nỗi không dám đem kinh nghiệm của tổ tiên ra mà dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Nhỡ yêu vợ quá, cho vợ một cái roi, vợ khóc thét lên thì còn đáng sợ hơn. Tôi bốc cháy phừng phừng, quên mất câu ngạn ngữ tay, không nên đánh đàn bà dù đánh bằng bông hoa hồng. Và tôi dõng dạc chất vấn nhà tôi, y hệt một ông dân biểu của lần được anh em bẻ đôi trái ớt cắm vào lỗ đích cho anh ta hung hăng chất vấn tổng thống. Cô dám miệt thị chồng cô là đồ tồi hả? Tôi khuỳnh tay. Đồ tồi là đồ bỏ, là thùng rác. À, thằng này là cái lon sữa bò nằm trong thùng rác chung với vỏ cua, vỏ tôm. Nhà tôi phân trần. Em đâu có nói cái ý ấy. Tôi thừa thắng xông lên. Chẳng anh em gì nữa. Vậy cô định nói cái ý gì? Đồ tồi là đồ vất đi, là đồ phế thải. Tồi nó gắn liền với tệ. Tồi tệ mà lị. Anh đừng có mặc cảm. Mặc cảm gì? Thằng này cóc mặc cảm gì hết. Thằng này sao? Cô gọi tôi là thằng hả? Em gọi bao giờ? Vừa xong mà còn chối. Em không thèm chối. Tôi gồng các thớ thịt, quay mồm ra. Anh cần noi gương tiền bối. Em hãy nhớ đây là lời khuyên của tổ tiên. Anh phải bợp tay em. Nhà tôi vên váo. Anh mà dám bợp tay em. Tôi tỏ chí khí. Nghe đây. Từ nay nhớ kỹ câu xuất giá tòng phu. Chồng bảo ăn bánh mì, không được ăn bánh ngũ. Chồng ăn bún riêu, không được ăn bánh canh. Chồng mê cải lương kim trung, không được mê cine mát cốp. Chồng đọc phụ nữ diễn đàn, không được đọc Marie Claire. Chồng tát má bên phải, chìa luôn má bên trái, hứng thêm cái tát nữa, theo lời Chúa dạy. Và tôi tát nhà tôi một cái bất ngờ. Phải đánh mau, đánh mạnh, trong lúc mình làm chủ chiến trường, kẻo bị địch dồn vào con đường thối chí. Nhà tôi, đúng như tôi tiên liệu, đã khóc thét lên. Tôi bèn phú lĩnh. Cái tát vợ đầu tiên mà tổ tiên dạy bảo đã đẩy tôi vô nhiều lầm lẫn sau này. Tổ tiên đã hại những đứa con trai làm chồng rồi, tổ tiên ơi. Tát vợ xong, tôi đi lang thang trên các vỉa hè Sài Gòn, lòng ngập đầy hối hận. Những kẻ chiến thắng không ăn cái giải gì. Đó là tên một cuốn truyện của văn hào Ernest Hemingway. Tôi đã chiến thắng và đang ăn cái giải lo sợ. Buổi chiều, tôi lầm lũi ca thầm 4 lần bản phố buồn từ đại lộ Chi Lăng rẽ vào ngõ nhà mình. Từ đầu con ngõ, tôi đã thấy nhà tôi ngồi dưới gốc cây ngoài cửa, đang nhặt những bông hoa vàng rơi rụng. Nàn nhặt hoa và chờ chồng, lòng tôi trỗi dậy một bạn nhặt thương yêu. Tôi bước nhanh tới chỗ nhà tôi ngồi, đặt nhẹ bàn tay tát nàn buổi trưa lên vai nhà tôi. Đi vào, Phượng. Nhà tôi ngoan ngoãn theo tôi. Bữa cơm chiều trôi đi trong sự buồn tẻ. Đêm ngủ, mỗi đứa nằm 1 mét giường. Con sông Bến Hải là cái gối ôm dài. Gần về sáng, tôi chợt tỉnh và thấy Đan bị ôm chặt. Tôi cười thầm. Nhà tôi lay tôi dậy. Ăn... Gì em? Sao anh không xin lỗi em? Ừ, anh xin lỗi em.
Sao anh không xin lỗi em ngay mà lại bỏ đi? Anh xấu hổ. Tôi vội làn chuyện. Em ạ, mai mốt anh đi làm, anh sẽ để dành tiền mua khách giường Hồng Kông. Nhà tôi hỏi, ồ, thích ghê đi, nhưng tại sao cần ngủ giường Hồng Kông? Tôi hôn vào cổ nhà tôi. Vì giường Hồng Kông có lò xo, lại trũng ở giữa. Nó là nhà hòa giải tài tình nhất của những đôi vợ chồng hay giận hờn nhau. Chỉ cần một đứa dẫy, tự nhiên cả hai cùng rơi xuống chỗ trũng trong giấc ngủ, rồi ôm nhau. Khi tỉnh ngủ, bỗng hết giận hờn nhau. Em bàn lòng mua một chiếc giường Hồng Kông chứ? Nhà tôi cắn tay tôi. Em bằng lòng lắm, Anna à.